Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề da đen. Tôi là cứ dùng chữ da đen thôi. Nó đen thì gọi nó là đen. Nó nhọ nhồi thì bảo nó nhọ nhồi. Mình là dân vàng mũi tẹt thì cứ nói dân vàng mũi tẹt. Có chết người Tây nào đâu. Lắm người còn đạo đức giả mà đừng gọi nó là nhọ nhồi. Thế thì hôm nay có tin này chắc quý vị hết muốn nói nhở rồi. Thứ nhất là một thằng da đen bắn chết đứa bé con nít 5 tuổi. Có xứng đáng là nhọ nhồi không? Đó là súc sanh. Tin thứ hai, bọn da đen ở Seattle, nó đi tới các cái gia đình mà nhà là chủ là người da trắng. Nó đứng ở dưới, nó quát loa, nó bảo những người da trắng phải bỏ nhà ra đi, nhường nhà lại cho da đen. Mới nghe thì mình tưởng là mấy thằng này liên, nhưng mà không phải. Bản tin của tờ Politico cho biết là một nhà kinh tế của Đại học Duke University là ông Tom Wilson kêu gọi rằng là chính phủ Mỹ cần phải dùng 12.000 tỷ đô la để bồi thường cho con cháu những người da đen về vấn đề nô lệ mà cha ông của họ đã bị cách đây mấy trăm năm. Và họ đòi hỏi mỗi một người như thế phải đền cho họ 10.000 đô la lớn bé, hoặc là phải nuôi họ mỗi một tháng 1.000 đô la trong vài năm, thì có số tiền có thể lên đến 10.000 cho đến 12.000 tỷ đô la. Như thế thì mới xứng đáng lại sự hy sinh của cha mẹ ông bà của họ làm nô lệ cho da trắng. Và thêm vào đó, kêu gọi người da trắng nên bỏ nhà ra đi để nhường lại nhà cho da đen. Giống như là Việt Nam, khi Cộng sản 30 tháng 4 vào Sài Gòn, đồng bào miền Nam sợ Cộng sản quá. Cộng sản nó bảo mỗi đứa đưa cho tao 10 cây, 5 cây, tao chống mày ra biển. Thế là nhà ra đi, mà trước khi ra đi á, thì nhà phải chuyển cho Cộng sản. Nhưng mà Cộng sản nó khốn nạn ở cái chỗ thế này. Nó cướp nhà của người ta nhưng mà nó bắt người ta phải viết cái giấy là hiến nhà. Loại súc sanh. Xương máu, mồ hôi nước mắt của cha mẹ để lại. Nó đến nhà, nó rút hết của cải xong rồi nó niêm phong, nó tống người ta xuống nhà củi. Rất nhiều khán giả đồng bào gọi cho Dương Đại nói nhiều cái khốn nạn của Cộng sản. Rồi hàng triệu đồng bào bỏ nước ra đi, hàng triệu căn nhà ở Sài Gòn, ở Đà Lạt, ở Việt Nam, ở Đà Nẵng, Cộng sản nó chiếm hết. Và bây giờ nó bán mỗi căn nhà trung bình 500 cây đến vài nghìn cây. Quý vị thấy khổ nạn không? Thì cái bọn này nó đi theo đúng cái đường lối Cộng sản, là nó cướp nhà của người ta. Mà nó còn đòi người ta phải bồi thường 12.000 tỷ đô la. Quý vị biết rằng là 1 tỷ là 1.000 triệu đô la. Mà 12.000 tỷ là 12.000 triệu đô la. Xin lỗi, 1 tỷ là 1.000 triệu, 1 ức trillion là 1.000 tỷ. Wow, thì 12.000 ức, 12 ức tức là 12.000 tỷ. Mà 12.000 tỷ tức là 120.000 triệu. Kêu mỗi người da đen ra phát mỗi người 10.000 đô la. Cho nên quý vị mới nghe câu chuyện ở bên Seattle, cái lúc mà cái bọn da đen này nó chiếm cái phố nó gọi là chát chóp gì đó. Nó kêu gọi những người da trắng đi vào trong đó ủng hộ thì phải mở bóp ra đưa cho mỗi một người da đen là 10 đô la. Mình thấy câu chuyện này giống Cộng sản quá. Nó bóc lột. Thì bây giờ nó bảo phải bỏ ra 12.000 tỷ đô la để trả cho chúng nó, vì đời cha đời ông chúng nó đã làm nô lệ cho những người da trắng. Quý vị thấy cái chuyện rất đơn sơ. Tại sao gọi là đơn sơ? Bây giờ những người da đen ở bên châu Phi, ai làm nô lệ ai không, người ta vẫn phải bỏ tiền người ta mơ được qua Mỹ. Thì những người đó qua có đòi tiền không? Để người ta thoát khỏi cái cảnh khổ sở
của những cái nước châu Phi. Thế bây giờ cái lũ da đen này đây bây giờ cho về châu Phi lại, thì quý vị chúng nó làm được bao nhiêu tiền? Cho nên nói tóm lại, da đen rồi đây sẽ bị da trắng tính toán. Ba điều: cộng sản nó ngu ở cái chỗ nước Mỹ này là nước của da trắng. Bây giờ 320 triệu dân thì có 260 triệu là người da trắng. Da đen chỉ có 13%, có vào khoảng độ chưa đầy 30-40 triệu. Thế thì cái nước này có phải làm nên nhờ 30-40 triệu dân da đen không? Cho nên cộng sản mình chê nó dốt thì tội nghiệp, nhưng mà mình chê gọi cái loài súc sanh là đúng nhất. Chúng nó không phải là người, nó phải hiểu cái công lao của ông bà cha mẹ của người da trắng. Nó lại cho tiền cái bọn da đen giờ này đi đập những bức tượng. Quý vị thấy Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu vừa rồi tuyên bố lương 100 ngàn của tôi trong 3 tháng này sẽ dành vào cái quỹ xây dựng lại các tượng mà da đen đã đập vỡ. Quý vị thấy chưa? Họ phải biết rằng đau khổ vì cái dòng máu cha mẹ ông bà họ đã đổ ra chứ. Nói về cái chuyện Christophe Colomb thôi, ông Colombo vào năm 1492, ngày 12 tháng 10 ông ấy tìm ra nước Mỹ, cũng là chết vô cùng tận. Ba chuyến tàu của nữ hoàng Sophia Isabella cho ông ấy với 100 thủy thủ đoàn đi đến nơi, chết gần một nửa, hơn một nửa. Một tí nữa thì họ đã giết Christophe Colomb. May ra buổi sáng hôm sau, người thủy thủ trên cái đài quan sát thấy một con chim bồ câu nó đậu ở trên cột cờ, thì đó là biệt hiệu là đất liền đã sắp sửa tới. Chẳng bao lâu sau đó thì họ thấy con chim bồ câu bay đi, thì họ thấy được đất liền, và đó là vùng Dominic ở Trung Mỹ. Thì những người chết rồi chuyến tàu Mayflower, Pilgrim, rồi hàng ngàn chuyến tàu sau đó đã bỏ mạng trên biển khơi. Những cái sự hy sinh đó ai kể đến? Rồi đến bây giờ lấy cớ là một người da đen đáng kể. Thế rồi một thằng da đen bắn chết một đứa con nít da trắng 5 tuổi, ai đáng kể? Cho nên chúng ta phải bình tĩnh và sáng suốt. Nếu như cộng sản vào Hoa Kỳ, mà việc đó sẽ xảy ra nếu như Joe Biden thắng. Tại sao chúng ta có thể nói câu đó? Thứ nhất, Joe Biden lâu nay không bao giờ gọi cộng sản tàu là kẻ thù. Chỉ có ông Donald Trump mới gọi tàu cộng là kẻ thù. Chỉ có ông Ngoại trưởng Mike Pompeo mới gọi tàu cộng là kẻ thù. Joe Biden nói tàu cộng không phải là xấu, tàu cộng là một good partner. Vì tàu cộng cho con của Joe Biden là thằng Hunter Biden 1.500 triệu đô la. Thằng Tập Cẩm Bình cho Hillary Clinton hàng trăm triệu đô la để ra tranh cử. Thằng tàu Tập Cẩm Bình cho những cái thằng gọi là kêu là tiến sĩ, kêu là giáo sư. Cho nên tôi nói với quý vị, những thằng có học, những con có học mà nó không có đạo đức thì những cái thứ đó là những cái phường lòi tói, làm hại cho dân tộc, làm hại cho gia đình và làm hại cho bản thân. Bây giờ chúng ta lại qua một bản tin khác, đó là bản tin liên quan đến ông Tổng thống Donald Trump. Theo lời tuyên bố của anh chàng Hannity, là ký giả của đài Fox News cho biết, Tổng thống Donald Trump có rất nhiều người da đen, có học, có việc làm tốt, ủng hộ Donald Trump, cũng như có rất nhiều người tỷ phú ủng hộ Donald Trump, ngoại trừ những cái tên tỷ phú mất nét như là thằng George Soros. Nó có đến 38 tỷ đô la, nó bảo nó sẵn sàng bỏ 30 tỷ đô la để nó biến Hoa Kỳ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Thì đến giờ này chúng ta nói thẳng một câu, những cái thằng này nó không có học,
Tuy rằng nó là tỷ phú, nhưng mà đầu nó là đầu óc đậu hũ. Giống như mấy thằng Việt Nam có học đi theo Cộng sản. Quý vị thấy thằng Trần Đức Thảo này, thạc sĩ triết ở Pháp, Nguyễn Mạnh Tường này, hai bằng tiến sĩ, hồi mới 21 tuổi. Thế mà bỏ Việt Nam để về lại Hồ Chí Minh, nó nhốt vào Liên Khu Tư ngồi dịch truyền đơn, chết một cách oan uổng. Rồi nhiều thằng sinh viên của miền Nam, như thằng Huỳnh Tấn Mẫm, như thằng Lê Hữu Bôi. À, khán giả bảo giáo sư à, ở đây tôi thấy trong cái nhóm Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hữu Bôi còn những là Nguyễn Trọng Nho, rồi Hà Thế Duyệt, mà sao không nghe giáo sư nói. Tôi bảo đây là quý vị, còn đối với tôi chỉ nói một hai tên là đủ rồi. Những cái tên súc sanh đó giờ này nó đang hối hận là nó đã làm khổ và mất miền Nam. Nếu như cái thằng Huỳnh Tấn Mẫm không có đi biểu tình xuống đường, nay sinh viên xuống đường, mai sinh viên bãi khóa, xong rồi lại thêm tức là lũ ký giả đi ăn mày, cho nên ba cái lũ ký giả cũng cả chết. Chúng nó thuộc về loại chó chết. Ký giả đi ăn mày, rồi các thầy tu xuống đường, làm mất miền Nam. Giờ này cả nước khổ như con chó. Hỏi những cái thằng ký giả đó giờ này con cháu nó ra sao? Thằng nào nhanh chân chạy theo Mỹ giờ này qua Mỹ, con cái còn làm ăn lên. Những thằng nào ở lại với lại súc sanh, giờ này chúng nó đang sống dở và chết dở. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.